Và lần đầu tiên Duy Thức xin được gửi tới quân thể huấn trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và về với ngày vui của em Giang hôm nay thì Duy Thức xin gửi tới toàn thể huấn trường một liên khúc dê mix rất sôi động, xin mọi người cùng lắng nghe. Anh nói em nghe này, em đừng như thế nữa. Anh nói em nghe này, em đừng cho say đi. Dù cho bao người ta có giàu sang thế nào thì em mới chưa chắc đã yêu em bằng lòng. Anh nói em nghe này, sống dài cùng có cục. Anh nói em nghe này, cuộc đời có mấy khi chỉ cần đôi bàn tay em sẽ là tận xa, chỉ cần được bên em. Hey.
xa em, cho dù em còn yêu tôi. Và cha như một tình đời bao đen cho cuộc tình hồng, tình nghĩa đôi ta từ đây như vầng trăng gặp cơn gió.